Thưa quý vị, cả một khán đài chật kín người đã phải chết lặng trước thông tin Tổng thống ứng cử Donald Trump ông tiết lộ rằng là có 325.000 trẻ em đang mất tích. Nhiều trẻ em trong số này hiện đang là nô lệ tình dục hoặc đã chết, có lẽ phần lớn là đã qua đời. Tất cả đã bị cuốn ra ngoài, ra khỏi nhà của các em, và các em đã bị đưa ra khỏi nhà của các em. Tổng thống Trump nói rằng mọi người hãy nghe, 325.000 trẻ em di cư đã ra đi. Các cháu hoàn toàn mất tích. Chúng ta đã biết bà ta đã cho phép những kẻ buôn bán trẻ em đến đất nước của chúng ta. Nhiều trẻ em trong số này hiện đang bị nô lệ tình dục, hoặc là tất cả các cháu đã chết, có lẽ hầu hết là đã chết. Các cháu sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhà của mình, vì vậy cha mẹ của các cháu một lần nữa thấy các cháu bị đuổi ra khỏi nhà của mình, và các cháu đã bị đưa ra khỏi nhà của mình. Đây là con số mà chính phủ đã thống kê, 325.000 trẻ em vì nô lệ tình dục, hoặc là các cháu đã chết, và thực sự là nhiều cháu đã chết. Giám sát viên quốc gia San Diego Jim Desmond kể là từ khi chính sách biên giới mở cửa của Joe Biden có hiệu lực, con số được thống kê bề nổi là hơn 85.000 trẻ em đã bị mất tích trong hệ thống Hoa Kỳ của chúng ta. Nhiều em trong số đó rơi vào cảnh nô lệ tình dục và buôn bán tình dục. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp đang bị buôn bán như là một khoản thanh toán cho băng đảng để đưa họ vào nước Mỹ. Quận San Diego đang bị quá tải bởi số lượng lớn người tràn vào biên giới. Chính quyền Biden không hề tỏ ra quan tâm đến việc hỗ trợ cho họ. Họ biết chính phủ cũng như là các tổ chức phi chính phủ, những người đang trở nên rất giàu có nhờ chính sách biên giới mở này. Họ biết rằng nhiều cô gái trẻ chỉ mới 10, 11, 12, 21 hoặc là 13 cũng đã bị tiêm thuốc tránh thai trước khi thực hiện chuyến đi này, vì họ biết rằng họ sẽ bị cưỡng hiếp sau đó. Khi họ đến đây, nhiều người trong số họ như là một khoản thanh toán cho gia đình của họ để khi họ rơi vào tình cảnh này, hoặc là họ bị bắt cóc trên đường đi và được giao cho những băng đảng đang bị các băng đảng kiểm soát. Buôn bán fentanyl, buôn bán tình dục trẻ em và buôn bán nhiều người đều có thể được kiểm soát nếu chúng ta đóng cửa biên giới và mở cửa cho hoạt động nhập cư một cách hợp pháp hơn. Thưa quý vị, điều đầu tiên mà ông Kennedy, là cháu ruột của cựu tổng thống Kennedy, khi ông bước lên sân khấu, ông tuyên bố rằng Đảng Dân Chủ hiện tại là đang đại diện cho điều hoàn toàn ngược lại của nền Dân Chủ nước Mỹ. Như bạn biết đấy, tôi đã rời khỏi đảng đó vào tháng 10 vì nó đã đi chệch hướng quá xa so với các giá trị cốt lõi mà tôi đã lớn lên cùng. Nó đã trở thành đảng của chiến tranh, đảng của kiểm duyệt, đảng của tham nhũng, đảng của những hãng dược phẩm lớn, Big Pharma, đảng của những hãng công nghệ lớn, Big Tech, đảng của nông nghiệp lớn và tiền bạc lớn. Khi nó từ bỏ nền Dân Chủ bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ để che giấu sự suy giảm nhận thức của Tổng thống đương nhiệm, tôi đã rời khỏi đảng để ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Ông Kennedy nói rằng 16 tháng trước, vào đúng tháng 4 năm 2023, tôi đã phát động một chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, và tôi bắt đầu hành trình này với một tư cách là một đảng viên Dân Chủ, đảng của cha tôi, đảng của chú tôi, đảng mà tôi đã tuyên thệ trung thành từ rất lâu trước khi đủ tuổi để đi bỏ phiếu. Tôi đã tham dự đại hội Dân Chủ đầu tiên của mình vào năm 6 tuổi, là năm 1960. Và khi đó, Đảng Dân Chủ là những người bảo vệ hiến pháp, bảo vệ quyền công dân. Đảng Dân Chủ chống lại chủ nghĩa độc đoán, chống lại sự kiểm duyệt, chống lại chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh phi nghĩa. Chúng tôi là đảng của những người lao động, của giai cấp công nhân. Đảng Dân Chủ là đảng của sự minh bạch của chính phủ, và nó vô địch về bảo vệ môi trường. Đảng của chúng tôi là thành trì chống lại tiền bạc, chống lại quyền lực của các tập đoàn cũng như là những công ty. Đúng với tên gọi của nó, đó là đảng của nền Dân Chủ. Như bạn biết đó, tôi đã rời khỏi đảng này vào tháng 10 năm 2024 vì nó đã hoàn toàn tan rã. Thật đáng kinh ngạc về các giá trị cốt lõi mà tôi đã lớn lên cùng. Nó sẽ trở thành đảng của chiến tranh kiểm duyệt,
đảng của sự tham nhũng, đảng của sự thao túng các trang trại lớn, các công nghệ lớn, của ngành nông nghiệp lớn và đảng của hàng loạt những số tiền đấu thầu khổng lồ. Muốn một nền dân chủ bị bỏ rơi bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ để mà che giấu đi sự suy giảm nhận thức của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Tôi đã rời khỏi đảng để chạy đua với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Thưa quý vị, với hình ảnh ông Kennedy Jr. bắt tay Tổng thống cử Donald Trump ngay trên sân khấu trong cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, thì nhiều người nói rằng đây thực sự là thời điểm bắt đầu cho đảng Dân Chủ chính thức sụp đổ. Donald Trump và Robert F. Kennedy Jr. trên sân khấu. Lịch sử đã được tạo ra ngày hôm nay và tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này cho đến khi tôi rời khỏi thế giới này. Đó là bình luận của Marjorie Taylor Greene đã bình luận trên trang cá nhân của bà như vậy. Thưa quý vị, nguồn tin chấn động từ Lauren Lee đã gửi ra và nói rằng Joe Biden đã kết thúc cơ quan mật vụ cho Robert F. Kennedy Jr. Ngay sau 2 ngày sau khi ông Kennedy Jr. tuyên bố thành lập đảng đoàn kết với Tổng thống ứng cử Donald Trump, và sau đó Tòa Bạch Ốc đã rút cơ quan mật vụ và không còn sự bảo vệ cho ông ấy nữa. Kennedy vẫn còn tên trong danh sách bỏ phiếu ở 40 trong số 50 tiểu bang. Ông không bỏ cuộc đua. Hiện tại, sau khi hợp tác với Tổng thống ứng cử Donald Trump, ông Kennedy Jr. đã trở thành mục tiêu chính và đế chế đang cố tình đặt ông ấy vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Bất kể bạn bỏ phiếu cho ai, người đàn ông này xứng đáng được bảo vệ vì lòng dũng cảm mà ông ấy đã thể hiện cho chúng ta thấy. Và đây thực sự là vấn đề mạng sống của Kennedy Jr. đang bị đe dọa trong suốt chiến dịch của ông ấy. Và điều đó lại xảy ra một lần nữa. Kennedy Jr. vẫn còn trong cuộc đua, ông không bỏ cuộc và ông hoàn toàn không bỏ cuộc. Ông tham gia cùng Tổng thống cử Donald Trump trong đảng thống nhất. Đây là một chiến lược lịch sử. Lincoln cũng đã làm như vậy. Ông thậm chí còn khuyến khích những người sống ở các tiểu bang xanh và bỏ phiếu. Hãy đi bỏ phiếu cho một sự chính nghĩa. Các phương tiện truyền thông chính thống muốn hành động như thể là ông đã bị loại ra khỏi cuộc đua. Hoàn toàn, ông ấy không phải vậy và ông ấy xứng đáng được bảo vệ từ cơ quan mật vụ. It's a weird thing. He got 14 million votes and he's sitting on a beach angry as hell. Tổng thống Trump vừa nói rằng Tổng thống Biden có đến 14 triệu phiếu ứng cử trong nhiệm kỳ chạy đua vào nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tuy nhiên, bây giờ ông đang nghỉ ngơi trên bãi biển và vô cùng tức giận. Tuy nhiên, Kamala Harris, bà ấy không hề có một phiếu bầu nào. Vậy mà bà ấy vẫn là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Và mọi người hãy trả lời và hãy giải thích về điều đó cho tôi như thế nào. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.